Thưa quý vị, cuộc thi Eurovision năm 2014 khởi động bằng một lễ bốc thăm cho hai vòng bán kết tin từ Đan Mạch. Hôm qua ở Copenhagen, Thụy Điển đã phải trao lại quyền tổ chức cuộc thi Eurovision Song Contest cho người hàng xóm Đan Mạch. Thị trưởng của Malmö, một thành phố nằm cách thủ đô Đan Mạch chỉ vài chục cây số, đã trao lại chiếc chìa khóa biểu tượng của Eurovision cho thị trưởng Copenhagen, người đã đứng ra đăng cai cuộc thi vào tháng 5 năm nay. Hồi năm ngoái, nữ ca sĩ Emily DeForest đã giành được chức vô địch của cuộc thi với một ca khúc ballad mang âm hưởng dân gian là Only Teardrops. Sau khi cuộc bàn giao chìa khóa được thực hiện, một cuộc bốc thăm để xếp lịch thi đấu bán kết cho năm 2014 đã được tổ chức. Cuộc bốc thăm này sẽ xác định các quốc gia tham gia tranh tài trong vòng bán kết của cuộc thi năm nay. Vòng bán kết của Eurovision năm 2014 được dự kiến tổ chức vào ngày 6 và ngày 8 tháng 5 với trận chung kết diễn ra vào ngày thứ Bảy, ngày 10 tháng 5. Tổng kết lại, tất cả 37 quốc gia tham gia cuộc thi sẽ đều được tranh tài một cách cạnh tranh nhất với 16 quốc gia trong ngày bán kết thứ nhất và 15 quốc gia khác trong ngày bán kết thứ hai. Ngoài ra, các quốc gia nằm trong nhóm Big Five gồm Ý, Pháp, Đức, Anh và Tây Ban Nha cùng với nước chủ nhà Đan Mạch sẽ được đặt cách vào vòng chung kết mà không cần tham gia bán kết. Đây cũng là năm thứ bảy liên tiếp cuộc thi này được bắt đầu bằng một buổi lễ trao chìa khóa. Đây là một nghi lễ tượng trưng, nơi mà thị trưởng của thành phố đăng cai năm trước trao lại chiếc chìa khóa chủ nhà cho thị trưởng của thành phố đăng cai cuộc thi năm nay. Bắt đầu từ giờ phút này, thị trưởng của Copenhagen là ông Frank Jensen sẽ đảm đương trách nhiệm tổ chức cho cuộc thi Eurovision năm 2014.